Với cái bẫy hoàn hảo mà mình đã đặt ra, Hải Triều thành công giữ chân tên lái xe của đại gia Quách Đại Đức. Dù vào thì lời ra, Hải Triều từng bước dò la khai thác thông tin từ tên này. Chén chú chén anh trong lúc không tỉnh táo, hắn kể cho người anh mới quen biết này nghe một câu chuyện, trong đó có đề cập đến cái tên rất quen thuộc, đó chính là Toàn Khỉ Đốm. Tên giang hồ đã bị thủ tiêu trong trại giam. Ra vẻ không quen biết, Hải Triều tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ tên đại ca trong ảnh. Cũng kể từ đây nút thắt gần được tháo gỡ. Phía đại gia Đức chắc chắn có liên quan đến cái chết của tên Toàn Khỉ Đốm. Trong khi đó, ở cuộc họp huyện, Hà Lâm có dịp gặp mặt thượng tá Tuất. Lần gặp mặt này đã xóa tan mọi nghi ngờ của Lâm. Tên công an biến chất về việc nhìn thấy cô xuất hiện cạnh chủ tập đoàn Oan Linh trên TV mà hắn xem hôm trước. Ở một phần cảnh khác, Hải Triều nhớ lại khoảnh khắc lúc mới yêu nhau giữa anh và Hà Lâm. Với ánh mắt tình tứ, cô hỏi anh rằng sau này mà bọn mình có con thì anh thích con trai hay con gái? Trước câu hỏi của người tình, Hải Triều trả lời rằng mình thích con gái vì nó sẽ xinh đẹp và giỏi giang giống như Hạ Lam. Đó cũng chỉ là quá khứ, bởi vì giờ đây tình cảm giữa họ đã kết thúc ngay khoảnh khắc Hạ Lam tận mắt chứng kiến cảnh người yêu mình lên giường với đồng nghiệp. Theo đúng như kịch bản Hải Triều nghĩ ra, sau khi trở về, anh mang thuốc đến bệnh viện cho bố của Hạ Lam. Bất ngờ hơn, trong vở kịch này, đại úy Hà trong vai bác sĩ bước vào phòng kiểm tra tình trạng sức khỏe cho võ sư Ngô Xuân. Không một chút sơ hở, chắc chắn tên lái xe sẽ tin mọi chuyện diễn ra trước mắt mình. Nếu không nhìn sâu vào bản chất bên trong, tên này chỉ đơn giản là một người lái xe thuê cho chủ. Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy, mọi nhất cử nhất động của Hạ Lam đều được tên này báo cáo lại cho ông chủ của hắn, đại gia Quách Đại Đức. Sau đó, Hải Triều báo cáo với đại tá Hà rằng những hình ảnh mà bên Lào và thằng tài xế cung cấp cho mình có quá nhiều thông tin anh ạ. Nhận định của anh em mình là hoàn toàn chính xác. Đại Đức chính là ông trùm đứng sau thằng Toàn Khỉ Đốm, mà cũng chính lão ta ra lệnh giết thằng này. Tay tú em nghĩ chỉ là đầu sai thôi anh ạ. Vụ bắt 2.000 bánh vừa rồi em dám chắc với anh, chúng sẽ gỡ lại. Có lẽ đây cũng là kết quả xứng đáng cho quá trình điều tra đúng hướng của phía Hải Triều. Trong chuyến đi về lần này, Hạ Lam tranh thủ ghé lại nhà thăm bố mẹ vài ngày. Trên những câu hỏi của mẹ về chuyện tình cảm giữa mình với Hải Triều, cô cho mẹ biết hai người đã kết thúc vì không hợp nhau và tâm sự rằng một năm làm trinh sát ma túy đủ để con hiểu cái nghề này không biết sống chết thế nào, chỉ có công hiến và công hiến, cuối cùng cũng chẳng được bù đắp gì hết, mình còn phải có cuộc sống của mình nữa chứ mẹ. Có cuộc nói chuyện này, cô cũng thẳng thắn hỏi mẹ mình rằng nếu cô lấy một đại gia thì mẹ cô sẽ nghĩ gì. Trên những lời cô kể về bác sĩ Hùng, có lẽ Hạ Lam đã thật sự dành tình cảm của mình cho anh ấy trong lúc làm trinh sát khai thác vụ án. Ngay chính cả mẹ Hạ Lam cũng cảm thấy chỉ trong thời gian ngắn, con gái bà đã thay đổi quá nhiều. Tại phòng làm việc của giám đốc Hoạch và đại tá Hà đang trao đổi về chuyện công việc, trong khi giám đốc Hoạch đang thắc mắc về kế sách mà Hải Triều định hành động, thì đại tá Hà cho rằng chỉ có như vậy mới khiến tên đầu sỏ lộ diện. Với những đối thủ đặc biệt, ta phải có những đối sách đặc biệt. Chuyến này nhất định ta sẽ thành công vì có những yếu tố rất bất ngờ. Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để tác phẩm này đoạt giải A. Dẫu có chết cũng ngậm cười nơi chiến suối. Đại tá Hà nói, về kế hoạch mà Hải Triều định hành động sẽ là gì? Tỷ lệ và cơ hội thành công đến mức độ nào mà khiến đại tá Hà tỏ ra quyết tâm như vậy? Còn về phía Hạ Lam, sau khi chia tay Hải Triều và ngã vào lưới tình của bác sĩ Hùng, cuối cùng cô sẽ chọn cách nào để một mũi tên trúng hai đích?